chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio Thanh Số. Vâng, thì hôm nay bên JK Audio Thanh Số có nhập về một dòng rất là mới để giới thiệu đến các bác và miền Tổ quốc. Một thương hiệu đã được khẳng định trên thị trường bao nhiêu năm qua. Vâng, thì hôm nay đã về đến shop JK Audio Thanh Số. Thì đầu tiên đó là đây là một bộ karaoke gia đình. Nhất là gồm một đẩy công suất liền vang WeWood KM1000 2 mã. Vâng, một đôi loa Pioneer Bass 30. Đây là mà loa 3 đường tiếng. Vâng, tí nữa em sẽ giới thiệu chi tiết về đôi loa. Thứ ba là một cục đẩy công một cục trầm JBL 835 2 mã. Vâng. Thì tất cả những cái sản phẩm JBL 835 2 mã trầm này thì bên em cũng giới thiệu chi tiết rồi ạ. Và cái đẩy công suất liền vang này bên em cũng giới thiệu chi tiết rồi ạ. Và đây là cái đôi loa Pioneer mới về bên em. Vâng. Thì sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết về đôi loa. Vâng, như các bác đã biết thì cái dòng Pioneer này thì đầu tiên được sản xuất tại Nhật Bản từ năm 1937. Vâng, để khẳng định được trên cái thương trường âm nhạc từ của thế giới thì tất cả những cái tinh hoa bên phía Nhật Bản đã tích hợp vào một cái dòng thương hiệu đó là dòng Pioneer. Vâng, theo các chuyên gia đánh giá trên thế giới thì cái dòng này sự là các chuyên gia trên thế giới đánh giá cái dòng Pioneer này thật sự là nghe rất hay và đã được công chúng công nhận xuất từ bao nhiêu năm qua. Vâng, nhưng để sở hữu một đôi loa Pioneer như ngày xưa gia đình chúng ta thì rất là khó khăn. Nhập về đã có mà muốn sở hữu nó thì càng khó hơn vì giá thành rất là cao. Mà gia đình chúng ta thì cũng thật sự là cũng ngoài khả năng để sở hữu. Vì thế mà phía Trung Quốc có mua lại từ năm 2002, mua lại công nghệ của phía Nhật Bản dòng Pioneer này để sản xuất những cái bản thương mại để phục vụ nhu cầu. Vâng, vì thế mà JK Audio Thanh Số rất là vinh hạnh được nhập cái dòng Pioneer của phía Trung Quốc lại một để giới thiệu cho các bác trải nghiệm và nghe và sở hữu một đôi loa rất là chất lượng và tầm tiền. Đây là cận cảnh cái đôi loa Pioneer bên em mới nhập về chuẩn lại một của nhà máy Trung Quốc. Vâng, các bác cứ bảo là hàng Trung Quốc nó không xịn, nó không ngon, nhưng các bác cứ chơi hàng loại một cho em thì hàng nào cũng ngon, không kém gì các cái dòng sản xuất tại Nhật Bản. Các bác cứ đơn giản như hiểu nôm na là các bác sở hữu một con Dream mà loại một của Trung Quốc thì không kém cạnh gì hàng Thái Lan. Đấy, chất lượng nó tuyệt hảo như thế, thế nào thì các bác cũng biết. Vâng, thì đây là cận cảnh cái đôi loa Pioneer bên em sẽ giới thiệu cho các bác. Đây là một đôi loa Pioneer Bass 30 gồm trong một đôi loa Pioneer gồm 3 đường tiếng, nghe cái giải âm rất là rộng và hay, đặc biệt là cái âm nhạc rất là tách bạch sáng lắm, nghe nó rất là dễ chịu các bạn. Theo bên JK Audio Thanh Số thì đánh giá một đôi loa rất là hoàn hảo, không có gì để phải chê mà rất dễ trưng bày, nhìn rất là sang trọng, màu vân gỗ. Rất là hay. Vâng, thì đây là phía sau loa đấy ạ. Công suất của nó 150W, cho giải tần từ 40Hz đến 19kHz. Rất là rộng, được trở kháng là 8 ohm và độ nhạy của nó là 92 dB. Vâng, thông số rất là chi tiết, rất được bọc là bọc bằng một cái màng căng lụa rất là mềm mại mà cũng không hề yếu đuối, nhìn rất là khỏe khoắn. Đặc biệt mà nghe được âm nhạc mà buôn loa chuẩn thì cảm thấy mình nghe nó nhiều chất sống lắm, lúc nào trong tâm trạng thoải mái dễ chịu. Bên em ngày nào cũng test nhạc mà cảm thấy những đôi loa chất lượng thì ngày nào cũng muốn nghe, không bao giờ chán các bác. Đây là tổng thể một bộ karaoke gia đình mà tầm tiền, gồm đẩy công suất liền vang này, một đôi loa Pioneer này và một cục đẩy JBL 835 2 mã thế hệ mới. Vâng, bên em có tặng đi kèm một cái mic không dây, mic có dây, Subwoofer S3000.
Rồi em sẽ đo chiều cao nhé. Chiều cao đôi loa này là bao nhiêu? Chiều rộng là 40 các bác nhé. Chiều rộng là 40 cm. Chiều cao là 60 ạ. Chiều cao là 60. Sâu là 31 cm ạ. Một thông số hoàn hảo. Rất là đẹp. Vâng, bây giờ thì em cùng các bác cùng nghe cái chất nhạc của cái đôi loa Pioneer với cục đẩy công suất nền vang WeWork KM1000 và cái xúc JBL 8525 mã. Vâng, đây là bên em đang bật nhạc để các bác và em cùng trải nghiệm, cùng nghe và đánh giá. Bật một đoạn nhạc có lời nhé, để nghe cái chất âm và cái lời bài hát tách bạch làm sao tất cả những cái chi tiết âm nhạc nó lên hết, tất cả những cái tiếng bass và những bộ gõ nghe rất là dễ chịu. Đây bên em sẽ test một đoạn nhạc karaoke nhé, để cho các bác nghe. Đây là bản thương mại, vừa nghe nhạc được và vừa hát karaoke được, rất là hay. Vâng, bên em cũng test luôn cái mic mà đi kèm với cục karaoke gia đình này nhé, Boss S3000. Vâng. Em ơi, có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi, có phải trời đã sáng đương? Mùa đông giá vắng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắt mình lại buồn hay sao, khi anh đã quên một đời yêu em. Dù cho nét môi kia phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, dù cho tóc hoa phôi phai, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu hiên hạ khi hè. Và khi thu đến anh không ánh sáng, cho đêm đêm kết thành hương hiền,
gần bên anh, cho anh nữa một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẽ loi phân ưu sầu, nguyện cầu tạm mãi bên nhau. Ta yêu thiết tha khi hè sang. Vâng, để nói cái chất âm bộ dàn karaoke gia đình này thật sự là cái chất âm nó rất là rộng, nghe là sâu, ấm và rất là mềm. Đặc biệt là cái bass 30 xuống rất sâu. Đấy, và cái đặc biệt là cái âm thanh nó cho được cái âm thanh gọi là trung thực và sống động, nghe rất là hay. Bộ dàn được sự đánh giá rất là cao bên thì cao audio đánh số. Vì thế là em muốn chia sẻ đến các bác tất cả những dòng sản phẩm chất lượng nhất, bây giờ đến người tiêu dùng được dùng sản phẩm chất nhất, chuẩn nhất và giá thành hợp lý nhất. Và theo bên thì cao audio đánh số đánh giá thì cái đôi này hát cũng cực kỳ hay, hát phê luôn, hát không hề gọi là mệt. Cái chất âm của mình nó rất là bay, bản thân cái loa đã hay rồi và thêm cái đẩy công suất liền vang hỗ trợ để cho cái tiếng mình hát nó nhẹ, nó bay tiếng. Đấy, một cái bộ dàn karaoke gia đình rất là hợp lý và rất dễ sở hữu. Nên là bên em đã giới thiệu một bộ karaoke gia đình rất là chuyên nghiệp, rất dễ trưng bày, rất là đẹp. Vâng, thì các bác chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh bên Zika Audio Thanh Số nhé, để tiện theo dõi tất cả các sản phẩm bên em về hàng ngày. Ngày nào bên em cũng về, thì mỗi ngày em quay một hai sản phẩm đấy ạ để giới thiệu. Vâng, các bác đặt hàng online cũng được, các bác có thể để lại số điện thoại, bên em sẽ gọi điện liên hệ trực tiếp để tư vấn cho các bác, hoặc các bác gọi trực tiếp cho bên Zika Audio Thanh Số để đặt hàng. Bên em nhận ship code toàn quốc nhé, các bác yên tâm, hàng bên em chất lượng. Vâng, một lần nữa thì em chúc tất cả các bác mọi miền tổ quốc luôn luôn có sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại ạ.